chuẩn rồi. Đây là nước màu, đây là hương thành đầu, lòng nước mắm nhé. Chúc mừng sinh nhật mình nha. Đây đại tranh chống vào chuông này. Cái này dày đấy. Thế nào? Đó.
ăn xong món ngô chiên rồi bây giờ kết luận là sao? Kết luận là cũng được. Cũng được à? Ngon đấy chứ nhỉ? Bây giờ ăn rau bí. Bí xào tỏi nhá. À, mình ngồi, ngồi lôi lôi ra xa xa ra, cho vào hết ống kính. Thế ăn rau bí rồi, bây giờ thì rau bí làm sao? Ngon nhưng mà tương hơi sơ. Ơ, à, chưa hết sơ à? Đấy là sao bảo nhân viên làm ăn cẩn thận hơn nhá. À, tiếp tục ăn món mực đi, mực chấm nó tương ớt, tương ớt. Không, mực chấm cái này ngon hơn. Thì đâu à? Cũng được. Chụp ảnh cái gì đấy, bỏ ra, bỏ tay xuống, chụp thế thôi. Yeah. Ăn xong món mực thì lấy món mực làm sao? Ngon. Ngon à? Mấy điểm? Nhớ chấm điểm thì mấy điểm? Là 50.000 người điểm, nhưng 150 thì mấy điểm? À, 100.000 thì 8 điểm, 150 thì 6 điểm, 7 điểm, 7 điểm, điểm thôi. À, 7 điểm theo giá. Thế bây giờ món dê thử nốt đi. Thử lắm được chưa? Là thế nào? 50.000 thì 10 điểm. Cũng 50.000 thì 10 điểm. Gấp 100.000 thì 8 điểm rưỡi. Anh chị ơi, áo. Ok ok. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, mấy điểm? 150 thì 7 điểm. 150 thì được 7 điểm thôi à? Thế trung bình bán lại 7 điểm mà. Cá ở đằng kia rồi mà thì nó ăn hết đống này gọi lại nhá, cứ ăn cho nó bát bát đi đây để cho cá lại xong nhá. Nào, hai ba go. Nhanh chín nhà mình bảo rửa hết cái này nào, rửa hết thịt ra đây để cho nó nhanh chín. Nhưng mà cái bữa này lâu chiều thì rửa ra bên đây rồi vẫn không công đâu. Thì nữa là chỉ việc gắp cái thịt này thôi nha, nó nhanh chín cái bên phần bên ngoài chín cho con. Em vừa vừa chiếm trọn cái bàn này rồi. Bữa nay mình có ăn mẹ ăn tiếp. Đây là cái gì cũng đúng rồi ăn, ăn đi. Ăn cái em cho nhận xét cái. À quên, nhận xét về bia cái. Bia làm sao? Hơi đắng. Hơi đắng á, bia là đắng. Ăn đi. Ôi dồi ôi, ngon quá. Cá thế nào? Hơi tanh. Cá hơi tanh á, cá nào thì tanh. Thử làm miếng nhá. Nhưng ăn cá mà còn cái bụng là nó chỉ có xương to thôi, chỉ có xương răng. Bạn bé quá. Ngọt đấy. Ngọt, vẻ cá tươi.
chị ơi xin mời đi. Tiếp tục làm cái cày con này. 3, 2, 3. Còn ạ, dẹp nha. Xin mời mọi người tiếp nha. Tiếp tục lật lửa con bên kia đi. Mèo khôn nhỉ, đi sang bên ý để gắt cho nó dễ à. Làm tìm nữa nào. Đi đâu? 2, 3, go. Rồi, thế đó chị ạ. Ngọt lắm rồi. Ứa lên rồi. Bế mạc, bế mạc.